Hình ảnh chạy lụt tại khu dân cư Đông Quang, phường Phổ Vang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Các dân quân phường Phổ Vang đang giúp người dân di chuyển tài sản vào ngày 13 tháng 11. Và hiện giờ thì lũ khẩn cấp trên sông Trà Cao và các sông trong tỉnh đang lên. Trên sông Trà Cao thì tại cầu Trà Cao vào ngày 15 tháng 11, mực nước là 5m32m. Dưới mức báo động 3 là 0,18m. Anh em quay mẹ ở đây. Dự báo trong 24 giờ tới lũ trên sông Trà Cao dao động ở mức báo động 3 đến trên báo động 3. Và như vậy là cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét. Cái vùng mà ven sông Trà Cao thì trong mấy năm nay thì hãy mưa lớn là nước ngập. Và đó, chúng ta thấy là mỗi khi mà nước ngập thì chính quyền địa phương, các lực lượng tại chỗ đã giúp dân di chuyển đường đạt các thứ. Chúng ta thấy đây xuồng đang chở nông sản, vật dụng trong nhà để giúp người dân. Kéo cổ này. Em lé trước. Kéo đi. Bắn người. Cái cầu ấy, cút cầu đó. Bố hay nam nó nè. Cầu nam đây, nam cầu nó xin đi chứ đủ bốn cút á. Đưa anh kéo cho. Trước. Đứng kéo đây. Lấy anh trước. Đây rồi. Cái kèo đó đủ mẹ. Cái gì đây xe? Đừng ngồi trên đường trước không? Đâu. Lẽ đâu vậy? Cái gì vậy? Có chừng nó chả nó kiếm cái mẹ luôn. Đi chèo đi đi. Chị Quy, nghe cái đi. Má không có mượn lại chim chơi. Thẳng lên luôn á, thương ơi. Thẻ lên các bẻ cua là tới nhỏng rồi. Ừ. Ngoài bữa mình đi nước nhỏ nó đó. Ừ. Đủ mẹ, anh vào thấy mẹ giúp cho.